Cháu ơi, bác. Hello mọi người. Hôm nay về hôm nay mùng 1 đón giao thừa ở Hoài Đức City. Wow. Mọi người biết đang đi đâu không? Bây giờ Tết nhất đến nơi rồi mà bọn mình không có tiền ấy anh em. Nên là Tết này có ấm không là phụ thuộc vào số chó của Hoài Đức. À đầu. Dây điện này. Cái này nó là phá phục mà. Đừng thật. Ấy là dây điện. Đi vào vườn của. Đây. Anh em chuẩn bị xem này, một màn diễn xiếc thổi lửa, thổi pháo bông. Kiểu hôm nay đáng nhẽ ra là bọn mình mà ở lại Sài Gòn là sẽ xem được bắn pháo hoa đấy rồi, nhưng mà bọn mình lại bay lúc 10 giờ bọn mình phải ra sân bay sớm, thế nên là không xem được pháo hoa anh em ạ. Về nhà đốt trời. Hết vãi cả cứt. Vừa bật cái quay góc rộng lên thì pháo nó hết anh em ạ. Giờ đốt thêm ổ lửa. Anh em thấy quay góc rộng nó uy tín hơn chưa? Để mình lau mắt cho anh em nhé. Lau đờm ở mắt cho anh em nhé. Không thấy bóng đông à đâu. Đây, chẳng lẽ bây giờ về cầm cái đèn pin để soi. Mọi người, đốt đi. Đốt đi mọi người nhá. Chạy đi đấy rồi, chạy. cẩn thận em ơi mọi người ơi, pha đón giao thừa này mọi người. Ý của ý kìa Long nha. mọi người ơi đừng có lác nha mọi người. Đấy, Ngân Hà vừa vô bắp cải xong rồi. Ý. Bùm. Nhanh lên, hình trái tim đi. Ấy. Hết. Đã hết nha, mọi người nha. Hết rồi nha, mọi người nha. 371 người. 371 người mà. Ê, anh em ơi. Đây là những ổ pháo do hai thanh niên. Anh phải cầm cái bảng Kiều Duy Phương anh cầm ở đây này. Còn đây là Kiều Duy Long cầm cái bảng nốt này. Đấy, đã bị lực lượng công an chức năng bắt giữ vì tội đốt pháo trái phép chất ma túy. What the hell? Này anh nhờ. Khi mình bắn cái này mình đã có trong tay một tờ chứng nhận của Bộ Quốc phòng mọi người, có dấu đỏ thôi nhé, nên là không sợ công an đâu mọi người ạ. Anh trình giấy tờ ra đây tôi sẽ thả anh đi. Đâu giấy tờ nhỉ? Giấy tờ châu Âu. Ôi chết rồi, giấy tờ mình để ở nhà. Để ở nhà anh em ạ. Các thôi. Chú thông cảm cho cháu là giấy tờ cháu để ở nhà các chú nhé. Đây là thật sự là pháo của Bộ Quốc phòng mà. Và hình mày có TikTok Ngân Hà và KZL Vlog. Đây cái này cũng hợp với tuổi mẹ em này. Đấy mọi người. Ngân Hà rất là nổi. Cái này rất là nổi. Cái này nổi luôn, bây giờ làm cái này thì là vừa này. Mẹ sẽ lên. Đấy. Bên. Đấy. Đôi bạn trẻ này rất là căng não khi chọn giày cho mình đấy. Có bé không? Bé quá. Nhưng mà bác gầy đúng không em? Gầy mà chị. Gầy thì em cứ lấy cho chị cái tầm đấy thôi. Ví dụ không ai đâu mấy đeo to lắm đâu. Lấy thêm chị. Hay là em bé to hơn một xíu đi, em lấy đằng này này. Mình lấy một tí. Cái này nhá. Đây, cái này đi. Lấy cả cái này đi, em xem cái này. Cái bông khăn bên kia. Cái này cái có hình thành dái gì đây? Đúng ạ, sau một hồi đắn đo suy tính thì mình mới hiểu ra được rằng là bố mẹ của Long là thích người thật việc thật, không có thích kiểu gọi là long lanh lộng lẫy kiểu bên ngoài đâu anh em. Đây, thích cái đi cắm như là đồ giá ăn đồ. Đấy. Em xem có đôi lời gửi gì đến bố mẹ không? Không tí nữa em gửi sau. Rồi em gửi đến đây làm gì? Gửi bố ạ, bố đừng đi cắm nhé. Em gửi đến
tí tí phải nói thế, tí bảo bác đừng có mà đi cắm. Đấy, thì là bây giờ là mình sẽ come back home, về nhà. Mọi người có thấy hình hình bóng ai trong đó không? Trời ơi bạn ơi. Mọi người thấy hình bóng ai trong đó giống giống ai không? Cũng xúc xúc tự động ấy anh em. Lên nó không chịu tắt đèn áo nó đây. Trước khi cắt bánh thì mẹ kéo cái này lên cho con. Đây. Đây. Cái này ngồi vào kia để mẹ lần đầu ấy. Mẹ kéo từ từ rồi, kéo hai tay hai tay kéo từ từ rồi. Đấy, thân thân mẹ bên kia, mẹ bên kia. Sao bên này rồi. Mẹ giờ mẹ đập rồi. Không. Có. Mẹ vừa kéo mẹ vừa đập. Mẹ vừa kéo mẹ vừa đập. Kéo đi. Không nên đập đến mẹ. Để con đập tự con đập mẹ tương. Không có tiền đâu mẹ. Chỉ có tình cảm mà thôi. Bố mẹ đời sau mẹ. Ê, kéo về nhà em. Mẹ kéo về nhà em. Kéo mạnh lên. Mạnh tay lên. Mạnh đưa lên. Đưa lên. Bao nhiêu tiền thế này? Bao nhiêu tiền thế này? Ví dụ. Ảm ngon. Ơ. Không có tiền thì là thật ra là rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền anh em ạ. Quang rồi. Ngon. Ơ. 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 Toàn những lời yêu thương. Phải về, còn băm mới được mở. Về băm mới được mày. Nước tươi, quay lại. Nước tươi. Bác nhớ, nhớ được con về băm mới được mở. Bất ngờ. Bất ngờ. Ngày không rồi, ngày không. Qua không, ngày không rồi, tôi không cười. Bác nhớ.